bỏ mấy trái ớt vô là nó nhả hết nhớ. Cái này lát ớt con nói, con nói mẹ là ớt bia, ớt bia mà con cua thôi. Còn cái này nữa à, cái này mẹ sao lên hàng kiểu người xuống nhà hàng tàu á, hay là hấp cũng được, hấp hết cũng được, hấp hết ăn chấm chở xứ. Chính là đồ hấp ăn ngon. Đúng rồi, nếu mà thật sự ăn hấp thì nó ra được hết mấy cái ngọt. Cái ngọt. Cái này là ốc ốc thường, ốc gạo, tường, không phải đồng đá nữa. Để tuần sau mấy bữa nữa đi mua mấy loại khác, mấy ốc loại khác. Má,
của Út rồi con sẽ về thôi mà má. Tại công việc bận thôi mà má. Hồi trước má cứ nghĩ lúc đau ốm thì có con gái là nhiều gạt ông bà dâu chăm sóc lúc tuổi già. Má không ngờ cuối cùng cái người chăm sóc má lại là con Huệ. Con đi. Là cái con nhỏ hồi đó bà nó không cho. Bà không cho cưới phải khi hồi đó má đừng có nghĩ. Mẹ lấy cái sao lấy đang ngồi hộ đúng. Má cho tụi con cưới nhau thì giờ để gia đình hạnh phúc con cái đời đời. Thì nó phải chị thử con này. Lỗi là lỗi của má. Cái hồi con Diệu nó mới vô làm á, trong lòng má cũng còn chút nghi ngờ. Má nghi nó chỉ dọa đồ này đó để mà kiếm chuyện vô được cái nhà này. Nhưng thời gian qua tiếp xúc nó, má mới thấy nó thật lòng là một người tốt. Bố đồng chí là một người nhân hậu. Bây giờ nếu như bà con với con Diệu mà muốn tiến tới với nhau, má không cản đâu. Đang coi phim à? Mà mẹ con với Diệu phim mới thiệt tình có gì đâu. Để mẹ chặt bằng cái con còn giấu má nữa. Má biết con thương con Diệu chứ con ơi, thì làm gì mà tìm người làm hơn nửa năm mà tìm không được. Mấy người đàn Phúc tìm thì con chê hết cái này tới cái kia. Ấy mẹ làm đâu có chịu nhận đâu. Đúng rồi. Bây giờ ngồi xuống ăn đi, ai cũng đứng rồi ai ăn. Dạ. Tại rút kinh nghiệm mấy người lần trước cho nên con mới tìm kỹ vậy thôi. Với lại thực sự mấy người thằng Phúc giới thiệu cũng đâu có so bị được cái gì đâu. Đúng rồi. Má cũng nhận ra cái điều đó. Nhưng mà con cũng muốn con Diệu ở nhà mình hoài. Giờ đây là có chấm bơ nè. Chị Năm đang ngồi ăn. Thực lòng có khổ lắm đi mẹ. Từ ngày đến với nhau là con thấy rất ấm áp trong lòng. Nhà cửa, con cái, đến từng bữa cơm, Diệu đều để phần cho con. Con cái đồ con cũng muốn bắt đầu lại từ đầu với Diệu. Cho tụi nhỏ có một mái ấm đàng hoàng. Mời nè, mời cả nhà nha. Như con e ngại với lại sợ thằng ăn gì cho nên con từ chối thôi. Diệu không nhận lời của Diệu. Con chỉ mong ước được như bây giờ thôi là con vui rồi mà. Sao? Trễ rồi. Ăn. Mà nghỉ ngơi đi. Này mày ăn bơ à? Chưa bớt hả? Mấy cái này là món mẹ thích. Đổ qua bớt thì đưa qua. Ngon không dạ? Mày không sao chứ bác. Nước này là nước nóng. Không, nước bia đó bác. Nước bia à? À đúng rồi, để mẹ hấp bia mà. Cái tăng gỡ được không con? Ừ, con chưa gỡ thử, con chắc gỡ thử. Okay, okay. Còn này là ốc hương xào bơ tỏi nha các bạn. Đó là mẹ mình làm. Con không ai mà. Con chắc chừng luôn. Cái đó tùy muốn chấm bơ cũng được. Đây là chị cho hoặc chấm bơ hoặc là chấm bơ theo kiểu Mỹ. Chứ bà đừng có tưởng mua cho tôi cái áo rồi. Mấy xì đi ra chơi cho bà ăn. Thì chị muốn mua áo tặng con thôi chứ không có ý gì hết á. Đi sát vô lệ con không cho xe đụng bây giờ. Chỗ ở bên đó có chỗ bán ốc đậm hợp với con đó, mình qua đó coi nha. Con sao vậy? Đây, mẹ ơi, dạ, xin mời. Chưa có xin em Phương. Tự nhiên em người đi chợ lắm. Nhưng mà xin mời mày Phương là... Mẹ, mẹ có bận công chuyện nên không thể đi chợ nữa. Nếu vậy, ngày buổi sáng chủ nhật nào, thì cũng dẫn con đi chợ nha. Thiệt hả? Thật chắc hả?
tiền. Thứ ngọt xì. Này nhân 22 đồng. Cái ốc gừng là cái này, cái này là ốc chấm cái đó. Còn hơn tụi con là thiệt. Dì muốn chăm sóc cho tụi con, chứ không phải là dì lấy lòng tụi con để lấy ba con đâu. Bà đừng có nói xạo. Dì nói thiệt. Nếu mà dì muốn lấy ba con thì dì đã lấy lâu rồi. Tụi con không đồng ý thì kệ tụi con chứ. Rồi á hả, dì sẽ đánh tụi con như mấy bài dì kể trong truyện tranh vậy đó. Trời. Cũng phải ha. Dì hơi đánh mình lên hai lần nữa. Thôi mình đi nha. Trời, nó ngủ nó hạch bán gì vậy? See. Oh, why? What's he doing? Mà nó là... Mày nhận đó, mày giọng phụ đi. Mày ngồi đó mà nói. Mà bên này mới xạo. Con nhỏ đó, nó mày lo cho con ăn của riêng ông đó trong thiên hạ cha. Mấy người ghen quá trời. Lưu, đá tạm chi. Lưu, con ghen giúp cho anh em một lần. Để tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau, hiểu chưa? Nhớ mẹ, đừng thích cái này. Con muốn mà đánh đòn không? Xin lỗi ai đi. Con có sai. Mắc gì con phải xin lỗi nó. Chị Thuận. Con với mẹ con chỉ tới đây là để giúp việc cho cháu thôi. Chứ con không có nể gì ai hết á. Con mời hả con? Con mời đây. Mời cái đây. Mời cái này. Mời cái này. Mời cái như là anh em mà con. Mới thương cho con. Như là các con của chú luôn. Mẹ con cũng thương kiểu thương. Như lại bé Phương mà. Con chỉ cần mẹ con thương con là đủ rồi. Mày quay con đừng có phát quay. Mẹ quên dạy It's June class. Con quên hai rồi đó. Con có gọi gì là gì nghe chứ? Con hai đó. Ba mà nghe gọi bà này bà nọ là bà đánh đòn nghe chứ? Anh đưa thư đi sinh nhật cho cháu thể. Mấy bây giờ tình hình em ở nhà với mấy đứa nhỏ ăn cơm cuối cùng không đợi anh. Công chúa nè. Trời ơi. Để bà thay đôi giày rồi bà đưa công chúa đi sinh nhật nha. Đi con. Cứ mặc đồ đẹp, cứ đi sinh nhật. Con tới bộ, con tặng quà này cho bạn. Rồi con chúc bạn. Ông thầy không nói là Mút nó nghe nó hiểu hết. Để bà chở đi. Ông mày không hiểu. Thầy nói Mút hiểu hết phải không? Thầy nói gì? Nói dịch lại tiếng Việt mày nghe coi. Con đưa bác ra ngoài. Dạ. Mẹ nó không có, nó tiếp nằm ở
Không, để con phải hút cái da một nó mới hút nó mới ra xong bắt đầu mới mới nhẹ. Đó, tại vì nó bẻ cái đít tụt vào trong á. Who wants the party with food? Canola. Emma. Yeah. Daddy. Cook canola. Yes, ba. Hey, do you want to cook canola? Để nó mẹ sẽ không bỏ mình nữa đó ba. Dad, I want to cook canola. Dad, I want to cook canola. Nè, mẹ em chơi cái đầu này đi. Không cục con gì. Cho bằng này đi. Cô trở về cũng tốt. Cô với cô. Mẹ về rồi. Mẹ quá nữa. Không muốn mà mẹ ly hôn. Ông mưa mình nướng ba tỏi. Ông mưa nè. Ly hôn mẹ. Mẹ cứu bà kia đúng không? Vậy đấy mẹ về rồi. Con muốn bà kia tới nhà mình nữa không? Dạ con. Bà mà còn ở đây nữa. Bà sẽ đuổi bà. Cố kinh rồi. Đã nạp giờ mi. Hai đứa. Chị của bà mẹ. Tôi có cùng nhỏ. Tôi có biết được chị đâu. Chị có biết được mẹ nhưng mà nó có cái chuyện gì nó mẹ hết mắt rồi mẹ đổ nó đi đi mẹ mèo không nó con chợ ngay gần Tân Tân á cô cái em bé đâu có bé cô còn trơ trẽn giác cái mặt tôi vậy đây nữa hả tàu em bé thì nó sạch sẽ là thấy mẹ tôi không có muốn nhìn mặt cô ở đây cái nhà nó bẩn đây là nó đúng rồi tôi mà không nhẫn tình á thì giờ mẹ cô không quen với mẹ đâu. Cô đi mau đi. Ông nói mấy cái nhà đi mua tặng Việt Nam luôn. Mấy cái nhà mua tặng Việt Nam luôn. Đi cho tao. Có người bạn đang ngồi đang muốn vô đây ở. Những người tập đây rất nhiều người ở chỗ khác đến tập. Không à. Con đuổi ra đi. Anh con muốn ăn chơi cho ai. Anh con này à. Con này không có. Con này không có. Cô đi về nhà thằng Phúc trước đi. Tôi với cô sẽ nói chuyện sau. Ông bình tĩnh lại đi má. Không nhận ăn cái gì nó tươi lắm. Em đừng có con nào còn mười mà. Mấy con bơi nhìn đã mắt. Cái bà mà da trắng, con bà ngồi xuống đi. Cái gì biết nhà cái đây bà nhìn đủ rất khó chịu. Người ta nhiều hơn mình không biết mình đi cái xe hơi nhưng mà mình lại cứ giữ như thế này của mình. Mà trắng ra một bên. Đó. Nói nghe mình phải chặt khăn ra đi kia là mình cứ giữ cái này. Nhưng mà mình đi từ nước không trắng là mình không được. Nhưng mà người ta nhìn người ta thế nghe lời bả rồi. Kiểu như biết điều xích qua một tí. Đó. Chứ mình lại không biết mình lại giữ lên. Mình sợ sao bên kia là ngược chiều. Mẹ con xin tay nói mà mẹ. Bố mẹ em cô ấy. Nhưng bây giờ bà nhìn bà tay chỉnh á. Bây giờ chào. Giờ bà mê bố hả? Không phải mê như vậy đấy. Bà tay chỉnh bà. Bố mẹ em thích ăn cái này. Sự con chưa nói. Bà với bà nội. Cho mẹ được về nhà nghe không? Dạ. Mấy tụi bay khác thì vẫn chưa mở. Thì tụi con nói. Tụi con đi theo mẹ. Mẹ bà mở gì vậy phải không? Dạ đúng rồi không? Ông chồng ông chỉ qua nói chuyện á. Người khác không thấy nói chuyện đâu. Ông chồng lóng tán. Con đó đi. Cũng cho nó tiếp xúc tụi nhỏ. Bắt cướp. Báo hỏi tôi nhưng mà tôi bảo là tôi đâu có đi tập chiều đâu, tôi tập buổi sáng đâu biết gì đâu. Đừng đuổi mẹ con đi mà nội con đi nội. Cho bằng được. Bà nội đang mệt, hai đứa con gì còn đi. Con không chịu đâu, chị
chừng nào nữa chịu. Con mới về phòng. Messi, Messi. Cái này ngon. Trời ơi, bơ tỏi à. Bác hàng không có xứng đáng ở trong cái nhà này. Nói không mẹ cho nó lùi cho cái này ăn nữa là mới tỏi đi. Con đứa nữa nó vô mẹ luôn về. Thì con cái đường. Con đứa nữa đứa đâu. Con cái đường sẽ đi với mẹ nè. Đứng lại cho ba nói. Đứng lại cho ba. Đứa có nghe là ba không? Đứng lại cho ba. Ủa mà đánh đòn cả hai đứa không? Không, không dễ đâu. Hai đứa nghe lời ba 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 nghe lời quá cảnh bây giờ cái số của luôn mà đi ba đồng trai cái gì phòng sao anh vậy mà xong rồi đó nhớ vui lắm đi đi nướng gà trong Rio. Biết sự thật gì mẹ đâu. Trời ơi, sát mặt của em rồi. Anh dạy em thêm nhiều lần này nữa thôi được không anh? Em không thể không kêu anh đi cắt tóc nữa. Ai cho mày cái quyền nhìn tao? Vốn dĩ là không có hạnh phúc. Ở đâu vậy? Có không? Cô cứ níu kéo chỉ thêm đau khổ mà. Nè, hai con á thấy ba mẹ của nó không hạnh phúc thì có vui vẻ được không? Hai đứa nghe lời ba bước vô phòng nhanh lên nghe chưa? Bye bye cả nhà nha. Bye 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 trời ơi. Các bạn hãy ủng hộ gia đình của Mút bằng cách ấn nút subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.